Nay quầy của anh Tấn có 3 con luôn. Trời ơi, bò này kìa, dữ quá ha. Chào mọi người nha, hôm nay thì mình ra quầy quầy cá đi thì của anh Tấn. Anh Tấn có bán 3 con 33 siêu bự nha, 3 con 33 này cũng bự bự vừa vừa đó. Đó, 3 con luôn. Này sáng giờ có 3 con hả anh? 3 con. 3 con 33, trời ơi. Không biết đâu có cắn hôm nay. Không, không thao quá. Bắt sao này không cắn. Đó. Này quầy của anh Tấn có 3 con luôn. Trời ơi, bò này kìa, dữ quá ha. Để xuống đi anh ơi. Bún bún ghê quá. Sao bỏ con cá này vô đây anh? Để cho nó ăn đó anh. Dạ. Dạ. Thôi, nó nguyên thầy cá của anh Tuấn luôn. Nay mình ra hơi trễ. Có cá mái quá trời luôn kìa. Ghê mái. Ghê mái như trâu. Thôi con cá này nó nhảy lên đó, trên đó luôn rồi kìa. Không. Hên nó còn sống. Đó. Đặc biệt là học sinh rất là thích. Thôi cá. Nguyên gương này, nguyên gương vàng đẹp hả? Nguyên gương hả? Đây mấy kêu cá nhỏ của anh Tuấn rất là nhiều ha. Là kêu cá nhỏ nha mọi người. Anh Tuấn anh phân là hai loại, một bên là kêu cá nhỏ, một bên là kêu cá bự. Kêu cá nhỏ thì anh để riêng bên đây anh bán 7.000, 10.000. Kêu cá bự anh bán 10, 20, 30. Hả? Rất là nhiều cá, là kêu cá nhỏ. Mua thêm luôn hả? Nãy bắt cá đỏ không, giờ bắt cá trắng hả? Giờ nó phái cá trắng nè. Nãy thì nó phái màu đỏ. Gì vậy? Làm hết không chứ. Trời ơi, thôi bắt cá chút xíu vậy. Còn lại ngàn. Bốn ngàn, còn lại ngàn luôn. Bốn ngàn rồi hả? Bốn ngàn. Nãy nó mua 10 ngàn hả? 10 ngàn. Giờ lựa thêm mấy con cá. Này nãy nguyên mò đỏ không, giờ trắng không. Chắc đủ 20.000 luôn. Nó con đen nó đã. 6.000. 6.000. Lựa hết con cá luôn. Nhí nhí không hả? Nuôi phải nuôi nhí nhí hả? Nuôi nhí nó lâu mà. Tám ngàn. 8.000, 20.000 luôn. Hai con nữa. 9.000. Lấy bột bự sang qua hả? Dạ, nhỏ gặm cá. Nhỏ quá nó bị gặm. Đứa thì phải nuôi cá bự chà bá, đứa thì phải nuôi con chút chút. 10.000 được không? Đó, bé này nó mua được lật 20.000 luôn. Hết sọp mà. Chợp. Cá 20k. Bọc ơi. Này bịch cá. Mối của anh Tuấn bán cá kìa. Này khách người lớn đã tìm giá anh Tuấn anh ta mua cá.